Kênh bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại khu văn hóa Nguyễn Bình nha cô chú anh chị. Nhà ngay khu văn hóa Nguyễn Bình, nhà thì trước nhà xe 16 chỗ là đậu trước cửa nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 3m2, dài 11m. Nhà một trệt một lửng, một lầu. 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.150 tỷ, còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà thì đồng sở hữu 3 căn. Mua bán ký công chứng ủy quyền nhà nước nha cô chú anh chị. Mua bán đều là được hết nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Đây trước đường này. Đường thì trước nhà thì xe 16 chỗ độ thoải mái. Đây là nhà văn hóa nè. Bên đó là nhà văn hóa nha anh chị. Đây là căn góc có biệt thự rất là đẹp. À, cái biệt thự này là chủ nhà đang kêu bán là 6 tỷ 8 luôn nha cô chú anh chị. Đây là biệt thự này là 6 tỷ 8 nè. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua mình xem luôn cái biệt thự luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đây. Là nhà thì hai đường. Xe thì chạy thoải mái. Xe hơi 16 chỗ thì chạy thoải mái. Đây bên đây mình vô cũng được luôn. Bên hông nhà văn hóa Nguyễn Bình nha cô chú anh chị. Đây, nhà trệt lửng lầu đây. Nhà đồng sở hữu 3 căn nha cô chú anh chị. Đây. Trước nhà cái sân rất là rộng rãi nha cô chú anh chị, để xe máy thoải mái, xe hơi thì đậu trong nhà luôn. À, đậu trước cửa nhà luôn. Nhà mình hướng bắc nha cô chú anh chị. Đây em đi cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Bên trong thì ở trước nhà chủ nhà trang bị sẵn một cái lớp cửa ngoài, trong lớp cửa nhôm 4 kính nha cô chú anh chị. Cửa kính 4 cánh. Mua bán thì chủ nhà tặng hết nội thất. Không gian phòng bếp, phòng khách rất rộng rãi luôn. Đó, mua bán chủ nhà tặng sofa cho mình nha cô chú anh chị. Trần rất là cao. Đây. Chỗ này thì mình làm cái bàn ăn chỗ này vẫn được nha cô chú anh chị. Mà để chỗ này bàn ăn đây. Đây là không gian bếp nè. Không gian bếp rất là, nhà trên thì tủ kệ bếp cho chú anh chị, dưới thì đá lớp đá hoa cương đây. Dưới đây thì cái hộp tủ của cái không gian bếp cho chú anh chị. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Đây là ở sau. Đó, đây có cửa sổ trời nè. Cuối nhà thì cái nhà vệ sinh nằm đây nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại với cô chú anh chị, nhà ở ngay khu văn hóa Nguyễn Bình, nhà bè nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 3m2, dài 11m. Nhà một trệt, một lửng, một lầu. 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.150 tỷ, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì đồng sở hữu 3 căn nha cô chú anh chị. Mua bán ký công chứng nhà nước nha cô chú anh chị. Mua bán ký công chứng nhà nước. Em mời cô chú anh chị đi lên trên lầu 1 để mình xem trên lầu. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913781712, em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Đây là tầng lửng nha cô chú anh chị. Tầng lửng thì chủ nhà thiết kế sẵn cho mình một cái phòng ngủ chỗ này, nhà vệ sinh thì trong phòng ngủ luôn. Giá 2.150 tỷ, còn thương lượng chính chủ, xe 16 chỗ là đậu trước cửa nhà nha cô chú anh chị. Đây cuối nhà thì cái nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh của tầng lửng nha chú chị. Chỗ này thì mình mở cửa sổ ra rất thoáng. Ba phòng ngủ, 3 vệ sinh, giá 2.150 tỷ, thương lượng chính chủ. Nhà thì đồng sở hữu, mua bán ký công chứng ủy quyền nhà nước, mua bán đồ đều được hết nha cô chú anh chị. Trần rất là cao nè.
xe 16 chỗ là đậu trước cửa nhà luôn. Cái không gian chỗ này có thể mình làm phòng thờ chỗ này cũng được luôn nha cô chú anh chị. Chỗ này nè, đó, không gian này để mình làm phòng thờ được nha cô chú anh chị. Để em đưa cô chú anh chị lên trên lầu 1. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở ngay nhà văn hóa Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 3m2, dài 11m, nhà một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.150 tỷ còn thương lượng chính chủ. Nhà thì nhà đầu sở hữu 3 căn nha chú anh chị. Mua bán là ủy quyền công chứng nhà nước rồi giao sổ hồng cho mình nha chú anh chị. Lầu 1 thì chủ nhà có trang bị sẵn cho mình rèm cửa nè. Đây là cửa sổ mình kéo ra rất là thoáng nha chú anh chị. Giá 2.150 tỷ còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho em có số điện thoại là 0809137817712. Sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Lầu 1 thì 2 phòng 1 vệ sinh nha cô chú anh chị. Đây là phòng trước. Nhà thì hướng chính là hướng bắc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà 17 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà 17 chính chủ. Cô chú anh chị chưa có nhu cầu mua nhà thì mình cứ đăng ký kênh rồi mình chia sẻ cho người thân, người nào thích ưng ý căn nào xem thì sẽ alo cho Phương. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Đây nè, ban công. Khu lầu 1. Đó, xe hơi thì mình đi hai đường luôn. Bên đây vô cũng được. Đó, 16 chỗ. Bên đây là nhà văn hóa nha cô chú anh chị. Đó, ngay ủy ban huyện Nhà Bè đó. Trung tâm hành chính. Xe 16 chỗ vô đây. Phòng đây. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở ngay nhà văn hóa Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 3m2, dài 11m, nhà một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.150 tỷ. 2.150 tỷ thương lượng chính chủ. Nhà thì đồng sở hữu 3 căn, mua bán ký công chứng nhà nước nha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem cái kênh bán nhà 17 chính chủ nha cô chú anh chị.